Con cái dù yêu thương mấy cũng đừng làm điều này. Quý vị thân mến, nói đến bi kịch tuổi già, quý vị sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên? Liệu có phải là sức khỏe suy yếu, không tự chăm sóc được bản thân lúc ốm đau mà phải dựa vào người khác? Hay là tuổi già cô quạnh, con cái làm ăn xa, không trông cậy được lúc nhỡ nhàng khẩn cấp? Quả thực, những nỗi lo này gần như ai trong chúng ta cũng ít nhiều đều có trong lòng, và chẳng ai muốn về già lại gặp phải tình cảnh như vậy. Nhưng cũng có những trường hợp người già sức khỏe vẫn còn, trí tuệ vẫn minh mẫn, con cái đề huề nhưng lại vẫn cô đơn buồn tủi vô hạn trong nỗi bi kịch mà chính mình tạo ra. Đó là bi kịch của những người già chót bán hết đất đai nhà cửa để theo con lên phố. Đã có rất nhiều câu chuyện buồn nảy sinh từ nguyên nhân này, và câu chuyện hôm nay mà kênh Cuộc Đời Giá Trị chia sẻ cũng là một trường hợp như vậy. Sau mấy chục năm làm công chức, ăn dè tiết kiệm, ông bà Tâm cũng xây được ngôi nhà 2 tầng khá khang trang giữa làng quê. Ông bà nghỉ hưu chưa ấm chỗ thì vợ chồng anh con trai ở thành phố về thuyết phục ông bà bán căn nhà ở quê được bao nhiêu cho họ mượn để mua chung cư và đón ông bà lên ở cùng. Lúc đầu ông Tâm không đồng ý, vì bao nhiêu năm gắn bó với mảnh đất quê hương, giờ bỏ làng bỏ xóm lên thành phố ở, kể cũng nhớ lắm. Nhưng hết con trai lại đến con dâu, ra sức năn nỉ với đủ các lý do khiến ông cũng mủi lòng. Nào là bố mẹ có tuổi rồi, lỡ nay ốm mai đau cần ở bên con bên cháu cho tiện các con chăm sóc. Nào là nhà đất ở quê bây giờ đang có giá, bố mẹ bán đi cũng được nửa căn hộ chung cư chúng con muốn mua. Chúng con ở nhà thuê mấy năm rồi, tiền thuê nhà và thuê người trông trẻ nhiều hơn cả tiền lương của bố mẹ cộng lại. Bà Tâm nghe vậy, tiếc tiền xót ruột lắm, một mực động viên ông Tâm bán nhà để con trai mua nhà chung cư và ông bà lên thành phố trông cháu. Duy chỉ có người con gái của ông bà lấy chồng làng là không đồng ý, với lý do bố mẹ bán nhà đi như thế, mỗi khi chúng con muốn cho các cháu về nhà ngoại thì biết về đâu. Bà Tâm xuê xoa, thì lên thành phố chứ đi đâu. Anh con trai cô lên tiếng, cô là gái, lấy chồng hưởng phận nhà chồng, không nên can thiệp sâu. Không làm thế nào được, con gái ông bà Tâm đành nín nhịn chỉ ấm ức trong lòng. Lên thành phố được mấy tháng, ông Tâm đã thấy bí bách, vì hầu như cả ngày ông bà ở trong 4 bức tường, không khác gì tù giam lòng. Buổi sáng ông đi bộ đưa cháu lớn đến trường, buổi chiều khi cháu tan học thì ông đi đón. Ở thành phố, ai cũng cuốn vào công việc, hàng xóm láng giềng gặp nhau ở cầu thang máy chỉ gật đầu chào, chứ không chuyện trò thân mật như ở nhà quê. Mấy ông ở cùng tầng chung cư tầm tuổi ông Tâm đã nghỉ hưu, nhưng cũng kiếm việc làm thêm, người thì rửa xe, người thì làm bảo vệ. Họ không vướng bận các cháu nên không chịu ăn không ngồi rồi, thành ra ông Tâm chỉ có chiếc tivi làm bạn. Bà Tâm ở nhà vừa trông cháu bé, vừa dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ và cơm nước. Thằng bé lười ăn lại hay quấy nên bà phải đánh vật với nó. Vợ chồng anh con trai của ông bà thì đi từ sáng đến tối mới về, chưa ăn cơm tại cơ quan. Hôm nào bà Tâm không nấu ăn sáng thì anh chị dắt nhau đi ăn quán. Từ ngày có ông bà lên trông cháu, cô con dâu dần già về muộn hơn. Lúc ấy, cơm tối đã được bà Tâm đậy lồng bàn cẩn thận, các cháu được tắm rửa sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng, quần áo của ai đã để vào tủ của người ấy. Thành ra, con dâu ông bà chẳng phải bó tay vào việc gì, ngoài việc một tuần đi siêu thị một lần, mua đồ ăn tích sẵn trong tủ lạnh. Ở quê, đang ăn đồ tươi rau sạch ngoài vườn quen rồi, ông bà Tâm cảm thấy thèm bát canh quả cà mà cũng khó. Muốn nhắc nhở trực tiếp thì ngại, vì ông bà sợ con dâu phật ý, cho rằng mình đòi hỏi, không khí gia đình sẽ căng thẳng. Mà nhắc nhở con trai thì anh bảo, vợ chồng con bận lắm, về muộn là chuyện bình thường, bố mẹ làm được việc gì thì làm, không làm được thì bố mẹ cứ để đấy, ăn uống thì dần dần, bố mẹ sẽ quen thôi. Nhiều lúc nhớ nhà nhớ quê, bà Tâm lại gọi điện tâm sự với con gái. Biết bố mẹ vất vả lại không vui,
cô con gái nửa đùa nửa thật. Bây giờ đích thị bố mẹ là Ô-xin rồi nhé, mà không được bằng Ô-xin ấy chứ, vì Ô-xin hàng tháng còn có lương, ngày lễ thích nghỉ về quê chơi cũng không được nữa rồi. Nghe con gái nói vậy, bà Tâm chạnh lòng lắm, nghĩ bụng chắc nó nghĩ mình còn nhà đâu mà về quê. Bà kể lại với ông thở dài, thôi bây giờ thì trách ai, bà cũng thích lên thành phố cơ mà. Khi cháu thứ hai đi mẫu giáo, ăn bán chú ở trường như cháu lớn thì ông bà Tâm bớt việc nhàn hơn. Chị con dâu bắt đầu than vãn về chuyện chi tiêu tốn kém, nào là tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền đóng học cho con, tiền dịch vụ ở chung cư. Một lần vô tình, ông bà nghe thấy thì không sao, nhưng nhiều lần ông bà cảm thấy con dâu cố tình kêu ca thì ông bà bắt đầu suy nghĩ. Ông giục bà, từ nay đưa lương của một người cho con dâu chi tiêu. Thế là lúc bà ốm, không những chỉ có mình ông trông bà ở viện, mà ông còn phải bỏ số tiền lương để dành trả tiền viện phí cho bà. Ông thầm nghĩ, may mà mình chưa đưa hết ruột gan cho chúng, nếu không lại ngửa tay xin con dâu từng đồng. Sau nhiều đêm mất ngủ, ông bà Tâm quyết định rời thành phố để về quê ở, sống những tháng ngày thanh thản tuổi già vì các cháu lớn rồi, không cần ông bà trông nom nữa. Ông bà ân hận vì đã bán ngôi nhà mà suốt đời mình tạo dựng, nếu có tiền nay cũng không chuộc lại được, huống chi có bao nhiêu của cải ông bà cho con trai hết rồi. Giờ về quê mà phải nương nhờ nhà con gái thì mặt mũi nào ngẩng lên với dân làng. Ông Tâm đành bàn với anh con trai, đưa ông ít tiền để ông mua mảnh đất nhỏ, cất một ngôi nhà ngói ba gian làm nơi thờ tự tổ tiên và để ông bà có chỗ chui ra chui vào. Vậy mà anh con trai thản nhiên, bố mẹ đã quyết về quê thì vợ chồng con cũng không giữ được, nhưng hiện tại chúng con không có tiền. Hay là bố mẹ vay tạm ngân hàng thế chấp bằng sổ lương hưu của bố mẹ vậy, khi nào có tiền chúng con sẽ trả. Ông bà Tâm đành ngậm ngùi, không nói đi nói lại nửa lời. Nhưng chuyện gì ở cái làng quê bé nhỏ này cũng đến tai mọi người hết. Ai nấy đều bảo nước mắt chảy xuôi mà. Từ đó không có ông bà nào dại dột bán nhà lên thành phố trông cháu nữa. Người thì khóa nhà để đó một thời gian, người thì tuyên bố thẳng muốn ông bà trông cháu hộ thì đem cháu về quê, chứ ông bà không đi đâu hết, chả ở đâu bằng nhà mình. Quý vị thân mến, ở phương Tây đa số cha mẹ thường chỉ có trách nhiệm với con đến 18 tuổi, sau đó thành niên thường tự dọn ra ở riêng và chịu trách nhiệm về tài chính và các vấn đề của mình. Nhiều người bắt đầu thuê nhà hoặc khi đi làm thì có khoản vay mua nhà và tự trả dần khoản nợ này. Lúc đó, cha mẹ phương Tây thật sự có thời gian đi du lịch, chăm sóc bản thân và làm những điều họ thích để tận hưởng tuổi trung niên tuổi già. Văn hóa Á Đông lại thiên về việc cha mẹ bao bọc con cái đến khi lớn khôn. Dù có gia đình hay chưa, bố mẹ vẫn tiếp tục tự thấy mình có trách nhiệm với con cháu về cả tài chính lẫn chăm sóc, lo lắng sự nghiệp học hành. Có nhiều gia đình ở Việt Nam, dù cha mẹ đã đến tuổi về hưu nhưng vẫn phải tiếp tục chu cấp, hỗ trợ con cái về tài chính, chăm sóc dâu rể và cháu chắt. Điều này dẫn đến sự ỷ lại vô tâm của con cái dù đã ở tuổi trưởng thành. Nếu muốn hỗ trợ con cái an cư lập nghiệp ở thành phố, bố mẹ chỉ nên cho con mượn tiền trong khả năng của mình, thay vì dồn hết khoản tiết kiệm hay bán nhà đất cho con. Điều này sẽ tạo động lực để con phấn đấu, vừa khẳng định bản thân, vừa phải có trách nhiệm trả nợ. Sự hỗ trợ về tài chính đúng cách và chừng mực mới là bền vững lâu dài để duy trì vị thế của người làm cha mẹ với con cái. Ngoài ra, càng về già thì một ngôi nhà của riêng mình lại càng quan trọng, nhất thiết phải giữ lấy. Quý vị nên nhớ, tình yêu bố mẹ dành cho con là vô hạn, còn yêu bố mẹ là hữu hạn. Con cái bệnh tật, bố mẹ lo âu; bố mẹ bệnh tật, con cái hỏi han vài lời là thấy thỏa mãn. Nhà bố mẹ chính là nhà của con, nhà con lại chẳng phải nhà bố mẹ. Con người khi già phải có một chỗ tránh gió tránh mưa cho chính mình. Tục ngữ nói rất đúng, tổ vàng tổ bạc không bằng tổ ấm gia đình. Vì vậy, hãy đảm bảo khi về già bạn có một căn nhà làm tổ ấm. Về tài chính cá nhân,
cha mẹ già cũng nhất thiết phải có một khoản riêng để dưỡng già, không phụ thuộc vào con cháu. Con cái tiêu tiền của bố mẹ thì dễ, bố mẹ tiêu tiền con cái thì khó. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ còn kể tháng ngày. Hơn nữa, con cái có gia đình riêng, cuộc sống riêng của chúng, trách nhiệm với gia đình nhỏ cũng vô cùng nặng nề. Nếu bớt được cho con một phần trách nhiệm phải lo lắng cho cả cha mẹ, thì đó cũng là một cách yêu thương con cái vô điều kiện và đáng để làm. Về già, hãy biết tự chăm sóc, tự yêu thương bản thân, kết nối với thế giới bên ngoài nhiều hơn, tìm hiểu về cuộc sống này thông qua những hình thức như giao lưu kết bạn, thể dục thể thao, đọc sách, đi du lịch, học thêm những bộ môn mới phù hợp. Hãy giữ cho tuổi già được bận rộn một cách có ý nghĩa. Đừng tiêu tốn quãng thời gian đáng ra để tận hưởng, lại trở thành một tuổi già chán ngắt, tẻ nhạt và vô vị chỉ vì bạn dừng lại và chẳng chịu làm mới mình. Quý bạn hữu thân mến, tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh, nhưng chỉ có hiểu cuộc đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái. Qua một ngày, mất một ngày. Qua một ngày, vui một ngày. Vui một ngày, lãi một ngày. Hạnh phúc do mình tạo ra, vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người. Niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc và vui sướng là cảm giác và cảm nhận. Điều quan trọng là ở tâm trạng. Tiền không phải là tất cả, nhưng không phải không là gì. Đừng có coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo. Nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân. Khi ra đời chẳng ai mang nó đến, khi chết chẳng ai mang nó theo. Nếu có người cần bạn giúp, rộng lòng, mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui, thì tại sao không bỏ tiền ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại, thì đáng lắm chứ. Người khôn biết kiếm tiền, biết tiêu tiền, làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó. Quãng đời còn lại ngắn ngủi thì càng phải làm cho nó phong phú. Người già thay đổi cũ kỹ đi, hãy chia tay với những ông sư khổ hạnh, hãy làm con chim bay lượn. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao phẩm chất cuộc sống. Hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già. Mến chúc quý vị sẽ luôn tìm thấy sự thanh thản, an nhiên và thú vị của tuổi già. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.